Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Cảnh Tê Vlog nha. Hiện tại thì mình đang có mặt trong một cái cánh rừng. Nói thẳng ra là y như một cánh rừng luôn, dù nó đang giáp ranh giữa Long An và Củ Chi. Nhưng mà khu vực này khá là khó tìm luôn mà nơi đây có nhiều cái câu chuyện rất là hay luôn. Mình đang đứng cạnh một cái ngôi miếu nè. Thì để mà rõ hơn cái sự việc này như thế nào thì mình sẽ hỏi anh Trần Long Ẩn về ảnh nắm thông tin về câu chuyện ở đây như thế nào sẽ rõ hơn nha các bạn. Hello, xin chào quý vị khán giả, xin chào kênh của Cảnh Tê. Quý vị khán giả đang xem của Cảnh Tê, chúc cả nhà xem clip nhiều sức khỏe và niềm vui. Thì hôm nay cũng như lời em hứa, cái clip hôm qua Cảnh đã like tại nhà của thầy Bùa Tâm Ông thì đã xong, thì em hôm nay cũng dành cái thời gian để chia sẻ một câu chuyện thứ hai. Mà câu chuyện này thì không liên quan gì đến các vị sư thầy Điện Bồ Điện Ngãi. Câu chuyện ở đây là xoay quanh về một cái câu chuyện ở đời sống xã hội, những cái câu chuyện mà đã xảy ra rồi thì em từng được chứng kiến nghe và thấy. Thì quý vị cũng biết hiện tại chỗ em đứng là địa phận của tỉnh Long An, bên kia là thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đây nói thẳng là một cái như là một khu rừng. Để được đến được cái chỗ này thì tụi em phải gửi xe và lội bộ hơn nửa tiếng đồng hồ nha. Hơn nửa tiếng, cũng sắp sửa cả tiếng đồng hồ cả nhà thì mới đến được chỗ này. Thì như hồi nãy đầu clip em Cảnh có giới thiệu cho quý vị về ở chỗ này có một miếu, thì tại sao ở trong khu rừng ở đây mà có một cái miếu xuất hiện, thì cái miếu sẽ thờ ai rồi để cúng ai. Thì ở phía sau cái miếu quý vị cũng thấy đây là một cái con sông đó. Đây là một cái con sông. Thì quý vị, cái con sông này là đã hiện tại dẫn Cảnh đến đây là một cái ngã ba của con sông. Mà trước đó cô chú anh chị, cách nay khoảng là 10 năm thì em cũng đã từng ra đây để em đi câu cá, rồi người thân người nhà của em cũng sống ở đây, mấy chú của em thì em buổi trưa đó em ra đây câu cá, thì em cũng sinh sống đây cũng rất là nhiều năm. Thì chỗ này đã xảy ra rất là nhiều vụ mà những cái xác mà thường trôi sông chết trôi á cô chú anh chị, thì người ta không biết cặp ở đâu, nhưng mà cái địa điểm ở đây làm sao nó phong thủy làm sao á, thì những cái xác nó lại cặp vô ngay chỗ cái gốc này thì rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là những cái anh mà đi làm nghề buôn bán, mà nói chung là buôn lậu đi, thì chẳng may lọt xuống đây không biết bơi, thì khi mà qua phần thì cũng được kéo lên tại cái chỗ mình đứng cái mé bờ đây, tại vì nó có cái gù đất cao đây để nằm đây để làm thủ tục này kia. Rồi cái thứ tư nữa, thứ ba, thứ tư gì đó, nhiều cái quá. Thì cũng có, hồi xưa đây là một cái bến đò, mà bây giờ ở cái gốc cây này quý vị cũng sẽ vẫn còn thấy. Gốc cây này là dùng để, quý vị biết, là dùng để cột một cái đầu dây ở bên đây, nó kết nối qua mé bên kia sông bằng một cái cọng dây thần. Mà cái anh chàng lái đò đó, cậu bé đó, cứ nắm cái cọng dây để kéo cái chiếc đò mình đi á. Đó, quý vị thấy xa xa là có cái phà đó cô chú anh chị. Thì qua mé bên kia sông á là có một cái chiếc đò, mà có câu chuyện là hai người thanh niên chẳng may trong lúc không biết có sai xỉn hay không mà bị té xuống đây cũng qua phần luôn cô chú anh chị đó. Qua phần thì người dân ở đây mà cô chú anh chị, chính vì những cái nơi mà có những nhiều cái xác trôi á, thì chính vì thế mà người ta lập cái miếu này. Sau khi qua cái cầu á thì quý vị sẽ được vào trong đây. Nhưng mà nói trước nha, trong đây rất là nguy hiểm. Ở đây trước mắt là không có thể nói về cái gì âm, mà phải nói là rắn rết, mũi dắt, đĩa rất là nhiều, những cái con trùng mà có thể
hút máu của mình cho nó sáng. Thì cửa đường vào mà gọi bộ dưới đây nè, cái chân của mình chuyển động nhưng mà cũng không tránh khỏi mũi đốt với dắt nhau, tại vì nó sáng muốn bay cái chân làm hết luôn đó. Em đứng thấy không nổi hết. Em đứng em quay để nghe câu chuyện anh chia sẻ thôi mà ha, nó chích em bấy mà em không dám cựa quậy. Đó, xa xa quý vị thấy. Đó. Ủa, cái đó là cái nhà hả? Cái nhà đó em, nếu mà đi bên đây đi. Đó, xa xa tưởng đâu giống như cái đầu có tóc. Không thấy gì luôn. Bị qua mắt hay gì đi nãy giờ chắc mệt đó. Quý vị thấy nếu mà nhìn sơ qua đâu phải là cái nhà đâu, đúng không? Đúng rồi, nhìn không biết luôn. Y như là cái lùm cây thôi. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, trước khi em Cảnh vô khám phá để cho quý vị xem và biết rõ ở trong có hiện tượng gì hay không, thì em xin nhắc lại, trong đây rất là nguy hiểm. Gồm rắn rít, muỗi, đĩa, dắt rất là nhiều. Ôi, hình như em thấy có tổ ong nữa cơ, không? Mấy cái tổ ong luôn rồi. Trên cây kìa, đây nhìn xa xa thấy, họ trên máy quay chắc không thấy nổi. Cái tổ ong rất là lớn, to lắm. Đúng rồi, to mà nó kéo dài từ trên ngọn cây xuống luôn. Những tổ ong nó có thể là đốt, có thể mất mạng như chơi luôn. Ôi trời, quậy hẹp quá. Đó. Thì ở đây quý vị thấy, chưa bàn tới cái chuyện mà thế giới tâm linh, chỉ nói về thế giới hiện tại là đã gọi là nguy hiểm rồi. Đó, thì Cảnh theo em là bây giờ là 11 giờ mấy rồi. Yeah. Theo em là em muốn là khám phá căn nhà này hay là em muốn like cho khán giả xem buổi đêm? Bây giờ thì em chưa biết được tình hình ngôi nhà này, và em phải vào bên trong em quay cho bà con mình xem cái hoàn cảnh bên trong trước, với lại em sẽ check coi là sóng có like được hay không. Tại vì thường á, là những cái nơi hoang vu này em sợ là không có mạng á. Cho nên là em phải vào bên trong và em bật lên em check. Nếu mà có mạng thì tối nay em sẽ trải nghiệm trực tiếp cho bà con mình xem luôn, còn nếu mà không thì em cũng bó tay. Chỉ có thể trải nghiệm quay rồi chia sẻ lại thôi. Thì quý vị khán giả, cái trong đây thì nhắc lại giống như khu rừng á, mà vô đây thì mạng thì chắc nghe gọi được à. Còn cái chuyện like thì cũng không biết có được hay không nữa. Thì bây giờ đó, lát chút xíu em vô trọng em check thử có được có sống hay không. Nếu có sống thì em có thể like cho quý vị thực tế hơn ha. Dạ, ok anh. Thì bây giờ muốn vào là em phải đi đường nào vào? Tại cái đường này em thấy cỏ nó cao, là cao qua đầu gối luôn á. Bây giờ theo như hồi cách nay hơn 10 năm trước á, là anh biết là trước cửa nhà này là một cái ao nước. Ao nước hả? Ao nước, nếu mà đi mình đi không biết, không thông thuộc địa hình á, là dễ bị sập mà lún xuống ao. Thì có thể là lúc trước là đi đường này, thứ hai là đi đường bên kia, nhưng mà thôi thấy bên kia nó trống hơn mình đi bên kia đi. Ok. Chứ bên đây thì có thể là rắn rết thôi, tại vì mấy cái bụi lùm cỏ rồi đó, thì rắn rết rất là nhiều. À đây ha, đây cái lối này ha. Cái lối này là mình thấy trực tiếp à, có cái hướng nó vào luôn á. Nhưng mà nó có cái rãnh hay gì kìa Phong Anh? Nó có cái rãnh nước hay gì? Rãnh nước á. À đây nè, thấy có cái rãnh không? À đây nè, đúng rồi. Ồ, đây cũng có cái rãnh nước nè, mương nè. Vậy là bây giờ muốn qua là phải lội qua đây ha. Đúng rồi, mình phải lội qua. Thì anh có qua cùng với em không? Hay là em sẽ vô võng? Bây giờ vậy Cảnh ơi, khi như clip đầu anh thì anh sẽ dẫn em đến chỗ này để không để khán giả, có sẽ có rất là nhiều khán giả mà không phải chung nha, sẽ có một số khán giả khó tính. Nếu mà đi trải nghiệm mà đi chung hai người á, thì nếu mà sẽ có tiếng động lạ hay này kia thì quý vị sẽ nghĩ em là cái người mà tạo ra tiếng động hay này kia để nó thêm cái video kịch tính, để cho nó video chân thật nhất. Thì một mình em Cảnh sẽ đi vào trong đó, còn em ở ngoài này thì chắc em có thể là coi giùm xe cho Cảnh. Tại vì ở ngoài này có thể lát nữa không coi xe mất không biết ạ. Cũng rất là nan giải nha quý vị. Thì bây giờ thì chắc là có lẽ là Cảnh sẽ dẫn cả nhà mình vào bên trong để mà xem cái hoàn cảnh ở bên trong như thế nào, và cũng như là kiểm tra xem là tín hiệu mạng ở bên trong có tốt hay không, để mà có cái chuyến trải nghiệm đêm tại ngôi nhà này. Rồi bây giờ thì Cảnh xin mời cả nhà mình cùng đi theo chân Cảnh. Rồi vậy anh ngoại nha. Anh coi xe chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong nha cả nhà. Giờ mình chắc là mình tắt máy để mà lội qua cái rãnh nước này để mà đi vào bên trong ghi hình cho cả nhà mình xem.
chứ bây giờ lội qua đây mà cầm cái máy lạng quạng hả, nó lúng rớt xuống nước cái là thôi luôn á, là mình không có máy để mà đi live stream sau này luôn á, không có máy để mà đi quay đi live stream gì đâu. Thôi rồi bây giờ mình tắt máy để mình đi qua đó nha cả nhà. À, các bạn thì đây là ngôi nhà mà lúc nãy anh Trần Long Ẩn đã chia sẻ, thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mà quay toàn cảnh ở bên trong ngôi nhà này. Nếu mà nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì chúng ta không thể nào nhìn ra được đây là một ngôi nhà hoang, vì cây cỏ nó đã bao trùm cả ngôi nhà rồi. Thì mình sẽ vào bên trong quay bên trong và cũng như là check xem là ở đây có sóng mạng để mà live stream hay không, để mà đi khám phá nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng đi theo chân mình đi vào bên trong nha. À, ngôi nhà này chủ nhân của nó khi xưa là làm nghề lấy tàu, lấy đò, đưa đò qua sông, đưa qua đưa lại. Nhưng mà con sông rất nhiều người chết. Và hiện tại thì ngôi nhà đang bị bỏ hoang. Kiến trúc căn nhà thì hiện tại theo như mình thấy á, là một cái kiến trúc xưa, mái ngói. Dù bỏ hoang rất là lâu nhưng mà mái ngói vẫn còn rất là nhiều luôn. Bên phía bên trong này thì hiện tại thì mình đang thấy có một cái phòng. Phòng này mình không biết là cái phòng gì. Nhưng mà trời ơi, quy một cái ổ mối. Nó cao, nó cao. Mình là 1m7 mà nó cao ngang mình đó các bạn. Cả nhà, xem nào. Ui rồi cả nhà ơi, cái ổ mối nó cao 1m7 á. Đây, rất cao luôn. Cái phần cao nhất của cái ổ mối này là nó bằng mình luôn á. 1m7. Ngôi nhà này thì tách biệt hoàn toàn luôn, y như là mình bước qua một cái thế giới khác vậy. Ngôi nhà rất là thiêng luôn. Bên trong đây cũng còn đồ đạc rồi của người ta nè. Đây có cái bát hương nè. Nhà này là chủ nhà thời xưa. Phía trước này là chết rất là nhiều luôn. Phía trước của cái ngôi nhà này nè, là nó nằm ngay con sông. Cái khúc sông này thì có rất là nhiều người đã ra đi. Hiện tại thì mình đang đứng đây để trải nghiệm và cũng như là check xem là coi có mạng hay không để mà có thể trải nghiệm ban đêm. Đi vào con đường này thì phải lộ bộ 1 cây số, một cái con đường khá là khó luôn, nó như cái đám rừng á. Để mình check xem coi có mạng không nha các nhà. Hiện tại thì vô đây không có mạng các bạn ơi. Vào đây là sóng không có. Vào đây là cái sim này là sim Viettel. Nhưng mà sóng chỉ là chữ E thôi. Tức là không có sóng. Và chắc có thể không live stream được nha cả nhà. Hiện tại thì đang là 11h48, gần 12 giờ trưa. Và mình đang có mặt trong đây. Những cái mảnh kính nè, những cái mảnh kính rồi thì còn nè. Cái nhà thấy nè, kính nè. Mình đang đứng trước cái kính. Và cái phòng này thì tự nhiên có ổ mối nó chiếm đóng ở đây. Khá là ghê luôn. Để vào đây thì mình đã trải qua một cái con đường khá là kinh khủng. Nó vừa xa vừa lầy lội mà có cây nghi ngút nữa. Ngôi nhà này thì phải lội. Đây, chân cẳng mình ướt hết trơn rồi. Chân cẳng mình ướt hết rồi. Hiện tại mình đang đứng ở trong cái ngôi nhà này. Chủ thì bỏ đi rồi, không có ở. Ngay phía trước ngôi nhà này thì có một cái ngôi miếu. Vì nhiều người chết quá và những cái người ta mắc á, người ta cũng trôi dạt vào ngôi nhà này nữa. Một cái ngôi nhà khá là rợn người nha cả nhà. Nếu mà mình có mạng để mà live stream thì chắc chắn mình sẽ live trong ngôi nhà này. Ôi, mình thấy cái này gì đây? Giống như cái đồ đạn nhờ. Không phải, nó là một cái cục gì. Trên đây có một khung tranh không gì nè, bị hư rồi.
cửa nẻo thì cả nhà ta thấy nè, nó cũng bị mục theo năm tháng. Phía trước ngôi nhà thì đã bị bao bọc bởi những nhánh cây, cây cỏ rồi nè, nhiều lắm. Tóm lại là nhìn từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy được ngôi nhà luôn. Để băng vào ngôi nhà là phải đi qua bên một cái đám rừng. Đó, một cái đám rừng cây nè. Đi vào bên kia hình như là còn cái gian nữa, còn cái gian nhà nữa. Mình sẽ đi qua bên đó xem bên đó là gì nha. Là cái tờ nhện nó bám víu mình quá trời. Ồ mối nó kéo dài ra tới ngoài luôn, từ trong nhà mà nó đổ dài ra tới ngoài mà nó cao cao mét mấy á. Còn mét có khi nó cao hơn mình không chừng. Mình mét 71 mà nó cao, mình thấy nó cao lắm. Ở đây có cây chuối, cây dừa. Ở đây là nó nằm nối liền giữa Củ Chi với lại Long An. Thì hồi xưa là ở đây là người ta buôn thuốc với lại tức là nó thẳng ra là buôn lậu á, buôn lậu rồi vượt biên nữa là người ta đi và chết cái xác trôi dạt vào ngay phía ngôi nhà này rất là nhiều. Cho nên là phía trước ngôi nhà là có một cái miếu rất là to luôn. Đây là cây me nè, ở đây cũng có cây me nè. Theo như mà mình được chia sẻ thì ở đây còn có cái tiếng khóc nữa, tiếng khóc ai oán lúc ban đêm nữa. Nhưng mà tiếc ghê, ở đây không có sóng. Mình xem lại coi, chết lại coi. Đúng, không có sóng các bạn. Chỉ chữ E nè. Chữ E là like rất yếu. Ui. Chữ E này là sóng yếu quá. Bây giờ bắt đắc dĩ thì chỉ có thể là quay video đăng lại thôi, chứ không có thể nào mà live stream được. Mình trải nghiệm là mình chỉ quay thôi, đến mình quay cho cả nhà mình xem và biết được thôi như thế nào và mình cảm nhận. Chứ còn mà để mà live stream ở trong đây thì chắc là thua rồi. Trong đây hoàn toàn không có sóng nha. Ốc ác mình đang nổi cho mình đang vuốt cho ốc ác mình nó bớt. Giờ ốc ác mình đang nổi, mình đang đứng đây là gần ụ mối nè. Ốc ác mình nổi sần nha. Đó, cả nhà thấy cái nhà này như thế nào? Mình đến đây mình quay và cũng như là check xem là có sóng điện thoại không để mà live stream. Nhưng mà hiện tại thì không có sóng điện thoại. Thì giờ mình quay cho cả nhà mình xem quang cảnh ở ngôi nhà này. Đó, đây là toàn bộ ngôi nhà. Cây nó bám căn nhà từ trên xuống dưới luôn. Ổ ong cũng rất nhiều luôn nha cả nhà. Thì tình hình ngôi nhà này là như vậy. Tối nếu mà được thì mình sẽ trải nghiệm quay video rồi đăng tải sau cho cả nhà mình xem, chứ không có sóng để live stream. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình sao nha. Chứ hôm nay mình chỉ quay cho cả nhà mình xem. Rồi quay thôi chứ không có like được, không có sóng. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha.